tại sao người Việt cũng ông công ông táo. Năm nay, Tết ông công ông táo, 23 tháng Chạp rơi vào thứ ba ngày 25 tháng 1 dương lịch. Vẫn như mọi năm, các gia đình sẽ chuẩn bị một mâm cúng ba vị thần bếp với hy vọng mọi việc trong gia đình trong năm sau sẽ thuận buồm xuôi gió và nhiều may mắn. Sở dĩ người Việt có niềm tin này là do xuất phát từ sự thích ông công ông táo được truyền tai nhau. Tích của người Việt kể rằng, thị nhi có chồng là Trọng Cao. Tuy ăn ở mặn nồng tha thiết với nhau, nhưng mãi không có con. Vì thế, dần dần Trọng Cao hay kiếm chuyện xô xát, dằn vặt vợ. Một hôm, chỉ vì một chuyện nhỏ, Cao gây thành chuyện lớn, đánh thị nhi và đuổi đi. Nhi bỏ nhà, lang thang đến một xứ khác và sau đó gặp Phạm Lan. Phải lòng nhau, hai người kết thành vợ chồng. Phần Trọng Cao, sau khi nguôi giận thì quá ân hận, nhưng vợ đã bỏ đi xa rồi. Dây dứt và nhớ vợ, Cao lên đường tìm kiếm. Ngày này qua tháng nọ, tìm mãi, hết gạo hết tiền, Cao phải làm kẻ ăn xin dọc đường. Cuối cùng, may cho Cao, tình cờ tìm xin ăn đúng nhà của Nhi, đúng lúc Phạm Lan đi vắng. Nhi sớm nhận ra người hành khất đúng là người chồng cũ. Nàng mời vào nhà, nấu cơm mời Cao, đúng lúc đó, Phạm Lan trở về. Nhi sợ chồng nghi oan, nên giấu Cao dưới đống rạ sau vườn. Chẳng may, đêm ấy, Phạm Lan nổi lửa đốt đống rạ để lấy tro bón ruộng. Thấy lửa cháy, Nhi lao mình vào cứu Cao ra. Thấy Nhi nhảy vào đống lửa, Phạm Lan thương vợ cũng nhảy theo. Cả ba đều chết trong đám lửa. Thượng đế thương tình thấy ba người sống có nghĩa có tình nên phong cho làm vua bếp hay còn gọi là Định Phúc Táo Quân và giao cho người chồng mới là thổ công trông coi việc trong bếp. Người chồng cũ là thổ địa trông coi việc trong nhà, còn người vợ là thổ kỳ trông coi việc chợ búa. Không những định đoạt may, rủi, phúc họa của gia chủ, các vị táo còn có nhiệm vụ ngăn cản sự xâm phạm của ma quỷ vào thổ cư, giữ bình yên cho mọi người trong gia đình. Hàng năm, đúng vào ngày 23 tháng Chạp, ba vị táo quân sẽ lên chầu trời, báo cáo tất cả việc làm tốt và chưa tốt của con người trong một năm để thiên đình định đoạt công tội, thưởng phạt phân minh cho tất cả loài người. Vì thế mà cứ đến ngày này, các gia đình thường làm lễ tiễn táo quân lên chầu trời một cách chu đáo với mong muốn thần bếp sẽ phù hộ cho gia đình mình được nhiều may mắn. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.